Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị. Sau khi đó những cái tấm hình được up lên đó thì mọi người rất là xôn xao, rất là quan tâm. Thì cái chuyện đó mọi người quan tâm thì mọi người tự tìm hiểu đi. Mấy cái thằng mày hay nói đạo đức, mấy cái đứa thích đi chùa đó thì coi như là nó muốn làm gì nó lòm, nó muốn nói gì nó nói. Còn em thì em chỉ đưa đến như vậy thôi. Còn clip nữa, còn video clip sống động, sinh động luôn. Trời đất ơi, đã đưa tới đó, đã có tới những bức ảnh như thế rồi thì còn những video clip nữa. Cần thiết thì nó lên màn hình trắng đen luôn đó cô chú chị. Còn đây, mới đây á, thì Thám Tử Cao đó thì coi như là trong cái sự việc mà nó đưa lên tờ báo sai phạm bị phạt 5 triệu, mà đưa để làm gì? Tôi nói báo chí đôi lúc còn phải đính chính, còn phải bị kiện, bị thưa. Đó, báo chí đó, có cơ quan chủ quản nó còn phải dính chưởng nữa. Huống hồ chi những người mà đi coi như là quay video clip ngoài xã hội. Cái chuyện mà cái bà mà ở Trà Vinh đó, bà đưa thông tin cho mày để mà lên coi như là hả cho mày coi như là dập thằng Đai Đồng Bằng với thằng Thanh Nguyền á, Thám Tử Cao. Con mẹ đó là cái thứ bá dơ. Ngày xưa con mẹ nó liên hệ với tao nè, xin lên livestream với bà CEO Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà tao, trời ơi, tao nhìn người thay lắm. Tao nhìn người là tao nói, tao nhìn người tao nghe tiếng nói thôi là tao biết cái loại người gì rồi. Cái loại người hai mặt hai mang, nhờ giả không được còn báo người ta thêm, người ta bị phạt nữa. Đưa những cái thông tin đó, bà nói một hai là bà khẳng định là bà đúng, bà chịu trách nhiệm trước pháp luật. Google bà báo thêm hai YouTube nữa, đó là Thanh Nguyền với là Cha Đồng Bằng, cũng xuất phát vì cái lòng tốt. Xuất phát từ cái lòng tốt của mình là đâm ra là lúc đó là phải hại luôn bản thân mình. Do tin cái lời cái con mụ này thì mày gán tin bả đi. Còn nếu mày hay đó thì mày đăng đi, Thám Tử Cao mày đăng đi. Nè, còn bây giờ tao nói mày nè, tụi nó đưa cái dạng thông tin á thì nó thiếu kiểm chứng, nó sai sự thật. Còn đâu có bằng mày, thấy không? Mày còn nhiều, nếu mà nói về thông tin thiếu kiểm chứng mà sai sự thật thì mày là nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân, chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Chúa rồi, mày nhất thì không ai dám nhì hết. Còn đây nè cô chú anh chị, đây là tờ báo Lao Động nè. Đây nè, mày đưa cái tờ báo mà gì, vấn đề là tụi nó bị xử phạt, mà vấn đề là đưa thông tin không đúng sự thật đó, là cái chuyện đó rất là nhỏ. Cơ quan chủ quản báo chí lâu lâu cũng bị dính chứ đừng nói mà cái dạng người thường. Thấy không? Cũng do cái con mẹ mất dạy đó đó. Thấy không? Mà anh em người ta dính xương. Còn đây, tao cho mày thấy nè, đây là một cái bài báo là coi như đúng nhục nhã mà bây giờ mày dính vô con đường từ thiện. Tao nói thiệt, kêu để tao tin mày, để tao gửi tiền cho mày thì không bao giờ tao tin mày được, Thám Tử Cao. Tao nói thật, đây, báo Người Lao Động đăng là ngày 27 tháng 2, 2017. Cô chú anh chị nghe cho rõ và chia sẻ mạnh lên giùm em. Ai chưa đăng ký kênh chia sẻ mạnh lên, chưa đăng ký kênh bấm theo dõi, bấm like giúp em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cho kênh có tương tác, chia sẻ mạnh lên để cho mọi người biết cái bộ mặt thật của nó ha. Đây, những cái tờ báo đăng như thế thì đâu có xi nhê gì. Báo đăng cái này nè, ai đọc được mà ai dính vô cái này mới nhục nè. Trời ơi, ăn của dân nghèo. Đây đây đây, đọc cho mày nghe. 27 tháng 2 2017, 18 giờ 17 phút, bắt tạm giam cán bộ ăn chặn tiền hạn mặn. Bắt tạm giam cán bộ ăn chặn tiền hạn mặn nha anh em. Nguyễn Văn Khanh bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để phục vụ điều tra về hành vi ăn chặn tiền hỗ trợ hạn mặn. Trời đất ơi, này bắt là đúng rồi mấy anh này. Ngày 27 tháng 2, theo nguồn tin của phóng viên báo Người Lao Động cho biết, ủy ban kiểm tra UBKT huyện ủy Vĩnh Thuận, Kiên Giang đã ban hành quyết định kỷ luật đối với 13 cán bộ cá nhân có liên quan đến vụ ăn chặn tiền hạn mặn năm 2016 tại xã Vĩnh Thuận. Nghe nha, cái này á, mấy thằng mà dính vô cái vụ này nó mới là nhục, nói là nhục chứ còn mà cái chuyện đưa thông tin bị phạt là chuyện không có gì để nhục hết trơn, không có gì để nhục ở đây chứ. Mấy cái thằng ăn chặn tiền của người ta mới nhục nè. Theo đó, ông Đặng Văn Dũng, nguyên bí thư đảng ủy, và bà Phan Thị The, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận, cùng nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt đảng và chính quyền vì để cho cuộc thuộc cấp chi sai bỏ sót hàng trăm hộ dân hoặc chiếm dụng tiền hỗ trợ hạn
mặn cũng như tiền cấp bù quà Tết cho hộ nghèo. Trời ơi, đọc tới đây đau lòng dễ sợ. Mấy con sâu làm rầu nồi canh này bắt hết, kỷ luật hết là đúng rồi đó. Quá trời hay, nhà nước hay quá. Cận nghèo tại địa phương, trong đó có ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên tổ trưởng tổ kinh tế kỹ thuật xã Vĩnh Thuận, bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng vì thiếu trung thực trong việc tham mưu hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do hạn mặn với nhiều sai phạm, như nhiều hộ không được kê khai thừa diện tích, trùng tên hoặc hộ không có tên trên địa bàn, không gieo xạ nhưng vẫn được đưa vào danh sách được nhận tiền. Đặc biệt qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Khanh đã tự ý viết đơn và tự ý ký tên cho nhiều hộ dân, trong đó có đơn kê khai khống để chiếm dụng hơn 39 triệu đồng. Khi đoàn kiểm tra đến làm việc thì Khanh báo cáo thiếu trung thực và tự ý cấp tiền cho các trưởng ấp. Cấp tiền cho các trưởng ấp nha, khúc này gần tới thám thứ cao rồi đó. Cấp tiền cho các trưởng cấp tiền cho các trưởng ấp dẫn đến sai sót, làm mất uy tín cá nhân, tập thể và gây dư luận xấu ở địa phương. Nay sau khi có quyết định kỷ luật này, cơ quan cảnh sát điều tra công an Vĩnh Thuận đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Khanh để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ việc, trước đó Đảng ủy xã Vĩnh Thuận cũng đưa ra quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Lâm Hiền Lương, phó chủ tịch ủy ban xã, ông Huỳnh Văn Tấn, chủ tịch hội chữ thập đỏ xã, Nguyễn Chí Linh, cán bộ địa chính, nông nghiệp và môi trường xã, Huỳnh Chí Linh, trưởng ấp Ranh Hạt, các cá nhân khác bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng gồm Võ Văn Khoa, phó chủ tịch ủy ban xã, Nguyễn Trường Giang, trưởng ấp Bờ Kinh Sáng, Lê Văn Tiễn. Nguyễn Trường Giang nghe quen không? Nghe có ai nghe quen Nguyễn Trường Giang không? Trời, trưởng ấp luôn hay dữ he. 2017 tôi làm trưởng ấp luôn á, chứ giỡn ha, dữ dằn à. Mà dính vô mà cái trong cái dự này rồi sao mày có chấm mút gì được phần nào trong đó không Thám Tư Cao? Mày có chấm mút được phần nào trong đó không? Tao hỏi thiệt mày luôn á. Trời ơi. Nguyễn Trường Giang trưởng ấp Bờ Kinh, mà ấp Bờ Sáng luôn. Lê Văn Tiễn trưởng ấp Kinh Ba. Đinh Đỉnh Quốc trưởng ấp Đòn Dông. Phan Minh Thương trưởng ấp Kinh 11 và Đặng Minh Luận bí thư chi bộ ấp Kinh 14. Này là mấy ngày là bị kỷ luật gì đây? Bị kỷ luật khiển trách đối với Lâm Hiền Lương. Trời ơi trời, mày dính vô cái vụ này. Rồi bây giờ á, mày thấy nè, bà trời, bà con hạng nặng nhìn thấy thương ghê không? 2017. Rồi á, mày nhìn đi, nếu cái bài báo của tụi nó bị phạt về vấn đề đưa thông tin sai sự thật, với cái thông tin liên quan đến vấn đề mà ăn tiền hạn mặn của bà con, vậy thì hai cái đó đưa lên mặt xã hội thì thằng nào mới là thằng mang nhục? Thằng nào mới là thằng mang nhục? Hả? Thằng nào mới là thằng mang nhục mà bây giờ mày đi lên đó, mày đi khui, mày đi lấy những cái tờ báo bla bla các kiểu. Trời ơi trời, cái chuyện đó bình thường lắm, thấy không? Báo có cơ quan chủ quản đưa thông tin đôi lúc còn phải là đính chính xin lỗi, đôi lúc còn bị ăn đơn kiện đơn thưa nó kìa ha. Rồi á, con hoa hậu đó ha, nó còn đôi lúc nó đưa thông tin nó còn ăn phạt mà. Tôi nói cho đứa nào cũng dính xương hết trơn ha. Còn cái chuyện anh em đi ra ngoài xã hội quay ha, đưa thông tin không đúng, giật này cái nọ là chuyện dính xương, là chuyện bình thường. Đưa thông tin là trước hay sau sớm hay muộn cũng dính, thấy không? Còn tụi bay á, dính vô là cái gì đó, dính vô vấn đề tiêu cực đồ đó đó, tụi bay mới là nhục. Mà bây giờ mày đang giữ cái vai trò gì? Giữ vai trò là hở thấy cái đầu là kêu gọi mọi người đi xây chỗ này, đi đắp chỗ kia, đi ấy chỗ nọ. Mày liêm khiết chưa hả? À, bây giờ tao hỏi mày nè, Thám Tư Cao, mày liêm khiết chưa? Mày liêm khiết chưa? Mày đàng hoàng chưa? Đã nếu mày đàng hoàng thì mày đâu có dính vô cái vụ lùm xùm này hả? Tiền hạn mặn của bà con hả? Tại sao mày dính vô? Mày liên đới liên quan bị khiển trách hả? Mày có liên đới liên quan không? Sao bị khiển trách vậy? Không viết đơn khiếu nại hả? Cái chuyện đó đó mày mới nhục.
chứ còn cái chuyện mà đưa thông tin rồi bị phạt ba la ba la các kiểu, cái chuyện nó rất đơn giản lắm, thấy không? Cái chuyện nó rất đơn giản lắm, thấy không? Ai muốn đọc báo thì cứ search ra cái tiêu đề với nội dung như thế này nè. Cô chú anh chị lên Google search đi, search ra bắt tạm giam cán bộ ăn chặn tiền hạn mặn đó. Cô chú anh chị lên Google search lại ra bắt tạm giam cán bộ ăn chặn tiền hạn mặn đó, là ra bài báo 2017 đó. Thì cô chú anh chị sẽ thấy được cái tên rất là hot đó, Nguyễn Trường Giang là tên nào đó, ấp trưởng đồ đó. Đó. Cô chú anh chị vô đó tự khai thác, tự tìm hiểu lấy dính vào cái gì nó mới mang nhục, dính vô của người nghèo á, dính vô của coi như là người khó khăn á, nông dân đồ mới nhục, chứ còn cái chuyện mà đưa thông tin thiếu kiểm chứng bị phạt là chuyện rất là bình thường, thấy không? Tại đó là cũng bài học trên đường đời để sau này mình đưa thông tin mình có kiểm chứng. Còn nói về đưa thông tin thiếu kiểm chứng thì mày là bậc thầy rồi, thám tư cao, thấy không? Không ai qua mày được đâu, tao biết mà, hiểu không? Không ai qua mày được đâu, về gian dối, về xảo trá, xảo ngôn, thấy không? Đó, mày nói bây giờ nè, bây giờ tao yêu cầu mày một điều này, mày làm cho tao nè, thấy không? Bây giờ mày tìm ra cái nhân vật trong cái hình, hai cái hình, một cái hình hôn nhau và một cái hình bị gạch coi như là đỏ mắt đi, tao không biết hai nhân vật đó là ai, nhưng mà nó chỉ là hai hình đó, nhưng mà chỉ là hai người thôi, hai đối tượng thôi. Giờ kêu đối tượng, nó kêu người ta đối tượng được thì mình kêu đối tượng, hình hai đối tượng đó là ai, hai đối tượng dâm phụ đó, thấy không? Đó, bây giờ hai đối tượng đó là ai, mày làm ơn làm phước mày nói cho thiên hạ biết coi hai đối tượng đó là ai. Có phải là thằng Phi không trẻ lái máy bay bà già hay không, xem thử xem nào. Ồ sao bé không lắc hả? Rồi ai mới gọi là người đội quần, ai mới là người băng nhục? Có cái chuyện, trời ơi, tôi thấy cái chuyện bình thường lắm nha. Bây giờ ai hỏi tao cái vụ trong vụ bà Hằng, tôi bay lên công an thành phố, tôi bay chưa sợ. Sợ chứ, lên công an sợ chứ. Sợ làm sao? Sợ mình vi phạm quá nặng, thấy không? Đó, nhưng mà đó, sau khi mà mình lên rồi mình mới hiểu, có kinh nghiệm xương máu rồi, thấy không? Đưa thông tin sau này có kinh nghiệm xương máu rồi. À, có kinh nghiệm xương má mới gạch đi con mắt đó, hiểu không? Hiểu chưa? À, có kinh nghiệm mới gạch đi được gì đó. Đó là một bài học vỡ lòng đấy anh em à, nha. Đó, vậy đó, tụi mày á, gán nha, dính vô cái gì nó mới mang nhục vô người nghèo. Mà bây giờ đi kêu gọi làm đường, làm xá, làm cầu, làm gì đó, từ đầu năm tới giờ làm 1.5 tỷ rồi đó. Đó. Rồi gán đi. Đó, anh chị em nào tin tưởng thì gán gửi tiền nhiều về cho nó làm đi nha. Nó đàng hoàng lắm đó. Đàng hoàng nhất trong cái đám lộn xộn bị bắt bị bớt đó. Nó đàng hoàng nhất trong đám lộn xộn bởi vì nó không bị bắt, thấy không? Nhưng mà nó liên đới à, thằng kia nó nói là trên khúc đầu để là chi tiền cho trưởng ấp, để coi như chi sai chi đồ đó, thì tôi không biết như thế nào. Quan trọng là mấy thằng đầu não thôi, còn mấy thằng trưởng ấp trưởng đồ thì nhiều khi là lính thì người ta sai phải làm thôi, thấy không? Nhưng mà để xem mày đính chính như thế nào, cái vụ việc như thế mày mới mang nhục. Chứ còn mày cán bộ mà mày thấy sai, mày thấy rồi mày không dám lên tiếng, mày thấy nó làm sai mày không dám đính chính lên tiếng thì mày rất là hèn, thật sự luôn thấm cả. Mày chả có gì để nói ở đây ha. Đó là những gì tao gửi đến mày. Mày mới là thằng mang nhục chứ người khác không mang nhục đâu nha thám tư cao nha. Ok. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, đó, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu âm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu so bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 à, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn.
coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa. Một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sâu bóp 135.000, cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.